Đây là những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thực hiện trong 11 ngày có mặt tại Điện Biên Phủ vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là những khoảnh khắc tập luyện, hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành của các đội hình, các lực lượng. Đặc biệt, bộ ảnh lần này có khắc họa chân dung các nhân chứng, các cựu chiến binh đã đóng góp tuổi xuân, làm nên trang sử vẻ vang Điện Biên Phủ. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 9 tháng 8 tới đây.